đau hả chị? Ủa sao đi trị liệu mà không không không, không hết đau hả? Ủa sao nó nặng đau nhất rồi. Trời đất ơi. Đúng là đau bệnh cho tôi ăn khô quẹt quạng được bệnh thấy vợ tôi sợ bệnh luôn không quá. Bệnh này công nhận mau giúp gì đâu. Sao? Dạ. Hôm nay em gửi tặng cho anh Thiên là 8.300.000. Dạ. Tổng dưới hôm trước là 3 triệu là tổng cộng là 11.300.000. Thì hiện tại là Hồng Minh Đồng Ba sẽ hỗ trợ cho chị trước là 11.300.000. Dạ. Rồi sau này mà nếu mà anh có khó khăn nữa thì cứ việc gọi cho em. Không phải là anh gọi cho em là em phải giúp đỡ anh. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu mà em có điều kiện và em làm ăn được nữa và bạn bè em làm ăn được nữa thì em sẵn lòng giúp đỡ anh. Anh đừng có ngại nha. Cái đó là em không có ngại đó, em nói thật là vậy nha. Chứ đừng có nghĩ là ô giúp này sao rồi ngại nữa mất công nha. Dạ. Ấy cũng ngại nhưng mà em cười lên từ xưa giờ em vô ai cũng cười chân tại em rất là vui vẻ nha. Hôm nay ốm không hả mày? Ở cái chân bữa hôm đi lên Sài Gòn cái chân nó xẹp xuống hả? Hôm trước em vô em không gặp anh ha. Đi lấy thuốc đó, đi bỏ thuốc bên đó đó. Đóng thuốc về đó. Giờ tối ngày anh ở nhà với chị hả? Chị đi đâu cũng không được, vắng chút là kêu ôm sùm á, chừng là con chuyện lắm không có anh ở nhà thôi. Đúng là đau bệnh cho tôi ăn khô quẹt quạng được bệnh thấy vợ tôi sợ bệnh luôn không quá. Có sức khỏe đâu. Bây giờ lúc ăn mạnh ăn cái gì cũng được, bệnh nhà ăn cái gì cũng không được hết trơn. Đút vô là cái miệng mà đắng rồi bốc phun ra. Khi thèm lắm mình đi mua này kia về ăn mình cũng tức, chạy đi xa đi mua về cái ăn chút đó thôi. Trời tức bực mà cũng chịu như sao vậy. Anh rõ ràng không, giống lúc bệnh mình rồi. Ham kiếm tiền lắm, nhưng lúc mình ngã xuống mình bệnh xuống một chút xíu thôi ha. Thấy tiền đồng tiền nó vô vị cực kỳ. Không có tiền gì. Bệnh vô phương. Mình nhiều khi ngồi thấy vợ đau mình chảy nước mắt mình làm gì vậy? Mình đâu có làm được cái gì đâu. Chạy là ôm chút. Vậy thôi. Trời ơi. Ăn thì kêu ăn tiếp được, làm tiếp được, bệnh vô phương không tiếp được. Bệnh này công nhận mau giúp gì đâu. Ủa vậy anh có mấy đứa cháu? Hỏi mày mà hỏi con mấy cháu? Hai đứa. Thằng đó thằng lớn với thằng nào ai? Con đó. Con lớn hả? Không thấy. Là mấy giờ mấy nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó được 19 tuổi rồi. Đi học không rồi nha, nghỉ học rồi. Nhà nghỉ học rồi. Học làm gì? Nó đi làm là lúc trước nó làm cơ khí rồi sao nó nghỉ giờ làm gì bên nhà hàng ở Sài Gòn hay gì á. Mấy về chơi hay đâu rồi chơi hay sao? Mẹ nó bệnh kêu gì nè mẹ nè phụ tiếp. Ủa, mà nó mình phụ tiếp gì. Quay mặt bên đây được không? Quay qua đây chút rồi chứ. Bên đây có đau không? Quay bên đây cái nhìn mặt cho khán giả rồi. Từ đau. Quay đây em qua đây phía đây em ngồi. Rồi từ từ. Rồi bên kia ha. Không được. Không được hả? Được hả? Không được. Xây nhẹ được không? Không được. Vậy xây nhẹ nha, không được. Xây cho ta thấy mặt chị á. Quay đây em gần ngồi đến đứng nè. Không được. Đau hả? Đau rồi giờ đau này. Không không vô đây nè. Đó, hơn gì kia không? Không được. Gì đó. Quá, cái giò xem mừng rồi lên rút nước là sao giò xẹp là sao thôi rút nước cho uống thuốc từ từ vậy đó vì mình cũng uống thuốc cái giò từ từ nó xẹp nên tránh vô nước biển chứ sợ thắt ruột lúc mà không có đi cầu á giờ đi siêu âm đồ đi chụp hết là bả bình thường nhưng mà cái khối u nó hành quá hành đi cái thời kỳ cuối nó hành bác sĩ nói tư vấn dữ lắm rồi. Ê học tao đi hớt tóc xong cái tao đội nón luôn học thấy ghê không tao hầm như mình không hợp với tóc màu đen á mắc cỡ trời ơi bác sĩ nay quá trời rồi khô giờ tới thời kỳ cuối rồi dữ lắm rồi đâu có vô quá chắc gì được nữa đâu rồi về cho về mà người ta cũng cho nhập viện mình tới ngày rồi giờ mình đi lãnh thuốc 10 ngày đi 1 lần. Anh đi phải bắt gì đi theo hả? 3 lần mới bắt chị đi 1 lần.
như là đi anh phải lấy giấy chứng minh với lên trên trạm y tế anh xin, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba phải có mặt chị mới người ta mới cho thuốc vậy đó. Thuốc lãnh thì mà sao mà anh có bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm sao mà nó nói thuốc gì không, ngoài danh mục bảo hiểm anh cũng phải tốn tiền nữa. Anh cũng có hỏi cái vụ đó, cái bảo hiểm của xã cho á. Rồi anh hỏi nó là anh thuốc này ngoài danh mục anh phải tốn tiền, rồi anh cho to anh mua ngoài thêm đó. Vậy đó, cái thuốc bệnh viện không đủ nó vậy đó. Giờ hiện tại mỗi ngày anh phải ngồi nhà vậy lo cho chị vậy đó hả? Chứ ai giờ. Lúc trước anh làm gì? Cũng cắt tóc lần trước đó. Cắt tóc bây ngày thu nhập được nhiêu? Ngày những bữa nào đắt thì chừng trăm giữ, ngày ba bốn cái đầu, hai ba cái đầu, chứ đâu trong quê đâu có nhiều được đâu. Dạ đúng rồi. Cái này vậy đau lắm rồi đó. Chị nhà còn tiền không? Đi bệnh còn được mấy trăm ngàn chứ gì. Rồi là hết tiền rồi sao rồi lo, sao lo được? Thì cũng đi mượn đi này kia chứ sao. Bệnh hoạn vậy người ta cho không trời? Có ai đâu cho, có anh em giúp đỡ không, anh em trong nhà chứ không? Cái người mà cho vay đang lãi rồi đâu cho hả? Trời ơi, sao mà ông dám hỏi, mà nếu mà có hỏi gì không? Em cho nè, em cũng dân cho vay nè. Điều quan cáo thường nhiều á. Có bệnh năm nay, chuyện này năm mấy em ơi? Năm mấy hả? Vì lúc mà chị mới phát bệnh vay tiền đâu mà lo. Có mượn nợ gì không? Không, có mượn nợ gì không? Mượn mấy ông anh ruột của anh á, cũng ngừ 10 triệu, 5 triệu nhóc hết trơn chứ không có sao được. Giờ nhà anh chị cũng có mấy chục triệu, chị giết hết. Cũng không biết sao, tưởng là bệnh chỉ. Cách đi bệnh chỉ, đi mấy cái bệnh viện này hoài không xong. Rồi cái qua bên người ta chỉ, qua bên Tiền Giang gì đó cũng bệnh chỉ. Chị người ta lãnh mấy bà đầu không có lãnh tiền, còn bà sau bà là đầu chị mười mấy triệu, bà không lãnh là chị chừng nào hết thôi. Cái người ta chỉ qua bà kia bà chị bà là 8 triệu hết. Cái anh đưa lần đầu 3 triệu, cái lần sau thấy chừng nửa tháng đưa 3 triệu là 6 triệu, còn 2 triệu nữa là tiếng sau đưa. Cái bà chị hoài hết, cái bà sau bà suối xuống, bà kêu đi khám. Cái anh nghe lời anh đi khám, anh xuống với Vĩnh Long với Xuyên Á chứ. Anh vô anh khám tổng quát hết với cái này nè, giờ mới phát hiện qua bệnh này chứ không phải bệnh chỉ. Tự nhiên lúc đầu tương chỉ đi chỉ trị, mấy bà thầy cũng nói là chỉ cái chỉ, không đi không đi mấy bệnh viện, bệnh nào cũng nói là viêm đại tràng bị chỉ hành không. Bệnh viện Vĩnh Long chứ con dậy lúc dịch mà anh đi bệnh viện Vĩnh Long nè, đi viện bệnh viện Cần Thơ nó cũng không nhận bệnh, nó đuổi về hoài đó. Trời ơi, số bà này cực lắm. Vì anh chị cưới nhau lâu rồi mà 12 năm hả? 20 mấy năm rồi. Rồi giờ có cãi lộn gì không? Hai vợ chồng cãi lộn như bầm bầu. Cãi lộn suốt vậy hả? Không có, nên có chuyện mới cãi chứ đâu cãi lộn. Cãi lộn giống như cãi lộn xong cái què, cãi lộn con què phải không? Vậy chứ thời ấy lắm. Không ấy. Vậy mới đậm đà tình yêu thương đó, hương nhau mà tối ngày im rù dễ buồn dữ lắm. Vậy đó, khiến sao đâu á. Dọ cái bả của máy này lúc nghị định 16 mua 3 thuốc chỉ trên mạng sức giết nó nhiễm trùng. Nhiễm trùng mới phát bệnh luôn, mới đi tới chị tới mới biết luôn, chứ thôi là mình tưởng mình chỉ không. Nói chung là bữa nay là cái ngày trước em vô là em thấy chị chứ bữa nay là thấy ốm hơn nhiều không ha? Ốm anh nuôi anh còn thấy, anh mới nói cho bà chị Hai sau. Càng ngày thấy càng giúp rồi chị Hai, hiểu mà chứ có ăn gì đâu mà ốm gốc. Thì uống sữa xua mà có ăn được không? Uống sữa khô môi trơn môi là quá trời rồi. Môi đó anh ta chỉ lấy con mực anh, để con mực anh đâm anh sức đó là cho nó đỡ đó. Dạ yeah, em thấy khô quá trời. Ừ. Nói chuyện gì thấy ồn nhức đầu không chị? Không cần tội nghiệp chứ. Dạ nói chuyện đi vợ. La tôi dữ lắm rồi, kêu không có là la đi đâu mất tiêu nữa vậy đó. Yeah. Ông sầm vậy đó, không chịu nói giờ. Mô gì được hoạt dán đi nè, mô đi hoạt đi giờ ơi. Người ai cũng nói sớm sao vợ mày người ta đi trị bệnh hết, còn vợ mày trị bệnh càng ngày thấy càng nặng, là tôi cũng không biết nữa. Ủa cái này bữa nay không thấy mẹ ở nhà à? Bà má về vợ lâu lâu mới vô. Hôm gặp mấy giờ hả? Má vợ hôm nay vụ của vợ tưởng hổm tưởng cô ở đây không có, có hai vợ chồng với đứa con ở riêng ở đây gì đó, có thằng con gì
nó đi làm thấy mẹ nó bệnh nặng cũng kêu nó về đó, về đặng phụ coi chừng mẹ nó, tiếp tôi chút tôi đi chợ búa đồ này kia. Này chồng đỡ cho vợ quen chút nha. Đau cái bụng nha. Đau rồi. Rồi. Bà chị hai vô bà còn hết hồn là trời ơi sao mở mà giữ mày ra, em có biết đâu. Ngày nào cũng cho ăn cho uống sữa. Sáng thì mua hủ tiếu ăn cũng được, múc chừng uống nước súp chứ chú hủ tiếu chừng nửa chén vậy đó. Cũng được lắm. Tại sao cái này nó giúp quá trời giúp. Uống sữa, ăn uống đồ này kia được lai ra chút đỉnh chút đỉnh. Mà sao thuốc bệnh viện này đưa nó ngủ quá ngủ em ơi. Em nghĩ là bây giờ em nghĩ là thuốc ngủ nó giảm đau không có Lupin gì đó, cái đó là phải anh mắc đi đăng ký mới có đó, mà bị vậy mới là khó đó. Anh thuốc là không có giờ không về là bây giờ có tốt tiền thuốc, cần tiền thuốc nữa không, ý là nói là bác sĩ kêu á chứ không phải là cần chứ, mỗi lần lãnh thì mình phải tốn tiền thuốc riêng vậy đó. Một lần lãnh tốn bao nhiêu tiền thuốc riêng? 800 ngàn. Bữa hôm là anh tính anh là có 800 ngàn đó, là cái to thuốc cho gì 10 ngày đó, là anh lãnh đó là 800 ngàn, là anh phải đóng 800 ngàn. Còn tiền anh đóng bệnh viện chánh là nó tạm giữ 4 triệu là còn ý thinh chánh á, nó nói vậy đó. Hôm trước đi là hình như là hôm trước đi là tiền có mượn nữa không? Không. Là tiền còn, học cho đó hả? Tiền đó, học cho để dành còn đó, còn được 5 6 triệu đó rồi đi đó chi phí đó hôm nay đó. Bữa đó em cũng vô có tặng có nhận hôm nay có mẹ có đưa không? Có, mẹ đưa 3 triệu á. Ừ, em gửi trước 3 triệu để cho chị vô ấy chứ bây giờ đâu rồi, bữa đó đâu gặp anh đâu. Anh đi qua bên ông thầy bà sang bên láng biển người ta chỉ đó, hút thuốc đó cũng được, hút ổng lần nữa đó là 30 ngày rồi đó. Hôm nay em vô đây thì để nó không biết vô đây rồi nói chuyện với chị mệt hay chị vui, ta ở nhà mình buồn không? Dạ à, chị hết nói mà cái thuốc đó như chị ke ta dặn anh ở nhà 4 tiếng cho uống lần, 4 tiếng cho uống lần, quan nhất là cho uống vô hết nhất để ngủ. Ba cây Robin gì khi thuốc nhỏ xíu vậy nè, quậy ra nước uống lần 15cc 20cc ra. Nhất thôi thì hôm nay nhân ASEO Hòa Minh Hoa xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em á, em biết hoàn cảnh của chị Thanh hôm trước ha. Dạ. Trước em đến thì Hòa Minh Hoa không gặp được anh chồng của chị, là có anh đi xin giấy đi chuyển viện bên trung tâm ung bú hết anh ha. Dạ ung bú 2. Dạ hôm đó thì em không gặp anh. Dạ thì hôm trước thì em cũng có gửi vào đây, gửi thấy tiền hoàn cảnh chị, em gửi cho chị trước là tặng trước là 3 triệu. Dạ đang có nhận chưa? Dạ có. Dạ rồi để tranh thủ mà đi bệnh viện á. Dạ. Thì khi mà em về á, thì em cũng có cho mọi người bạn bè của em bên nước ngoài. Dạ tại vì em cũng kinh doanh bên Hàn Quốc á. Dạ. Cũng như bạn bè ở Việt Nam nữa, em có để cho mọi người biết là hoàn cảnh của chị đang khó khăn. Thì mọi người cũng có gửi thêm một số tiền nữa. Dạ. Để hỗ trợ cho chị với anh để vượt qua khó khăn. Thì hiện tại bây giờ gia đình có khó khăn thì có nhận những tiền đó không thì em biết để em gửi. Tại vì đây là cái tiền thiện nguyện của tụi em, là cái tiền tự do. Dạ. Anh chị khó khăn thì hay là như thế nào thì cứ tâm sự thật lòng, thì có thì tụi em sẽ tiếp tục giúp nữa, hay là cần nữa thì tụi em sẽ giúp nữa. Dạ. Thôi anh thấy cũng cảm ơn hai em, nếu như vậy cũng được rồi, anh cũng cảm ơn, mà tiền chắc anh cũng cần chuyến này nữa thôi, chứ cần hoài thấy cũng không, 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 sao, ta không sao đâu. Thì em hy vọng là tại vì em thì nó hẳn ra là khi mà cái hoàn cảnh này thì được em học giới thiệu, thì thường thường là em giúp đỡ hoàn cảnh nào thì em giúp sẽ giúp đỡ trong khả năng của em và từ A tới Z. Hai vợ chồng anh thì dạ. Nói chung là cũng có biết gì đâu, nhờ hôm nay em sẽ gửi số tiền này cho anh. Dạ. Xong rồi sau này nếu khó khăn nữa thì anh cứ gọi cho em, giúp được bao nhiêu thì giúp, không giúp được thì em nói sẽ không giúp được. Dạ. Anh đừng có ngại. Dạ. Tại vì em đã mở lời như thế là anh biết là em có khả năng giúp được gia đình. Dạ. Anh chị ha. Cho hai vợ chồng anh thì tối ngày dày hoài sao là không biết là không. Dạ, có vô. Dạ. Tiền rồi đó anh. Thì hôm nay là có một chị ở Liên Đặng, chị đó hôm thường làm việc chứ thì em giúp đỡ công bà con nhiều lắm. Thì trước. Dạ. Mắt là em sẽ gửi số tiền là 8 triệu thêm 8 triệu 200 mấy chục ngàn đó, mà em hành là em đưa làm 8 triệu 300 ngàn luôn đi. Tại vì nói chung là chị Liên Đặng chị gửi cho anh là trước ngày đi vào bệnh viện.
Dạ. Là cái ngày mà em vào á là chị xong là ngày hôm sau là chị gửi rồi, nhưng mà dạ, chị nói tranh thủ lúc đó là em nói là chị không có tiền để chi phí đi bệnh viện. Dạ. Thì chị nói mình tranh thủ đi, tranh thủ đưa cho chị trước để chị đi nhập viện, nhưng mà này anh có em mới gửi trước cho anh một mớ rồi. Dạ, để cho dạ đi nhập viện ha. Dạ. Thì hôm nay được về rồi thì em gửi để có gì thuốc thang tiếp tục làm sao. Dạ. Hôm nay em gửi tặng cho anh Thiên là 8.300.000. Dạ. Tổng dưới hôm trước là 3 triệu, là tổng cộng là 11.300.000. Thì hiện tại là Hà Minh Đồng Ba sẽ hỗ trợ cho chị trước là 11.300.000. Dạ. Rồi sau này mà nếu mà anh có khó khăn nữa thì cứ việc gọi cho em, không phải là anh gọi cho em là em phải giúp đỡ anh. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu mà em có điều kiện và em làm ăn được nữa và bạn bè em làm ăn được nữa thì em sẵn lòng giúp đỡ anh. Anh đừng có ngại nha. Cái đó em không có ngại đó, em nói thật là vậy nha. Chứ đừng có nghĩ là giúp này sao rồi ngại nữa mất công nha. Dạ. Thấy cũng ngại nhưng mà kẹt cảnh rồi sao. Anh cái tụi em là sẽ giúp đỡ anh là có thực tế. Dạ. Mà sau này thì anh ra anh giúp đỡ người con và con khác. Còn anh trả cái ơn, trả cái nghiệp của anh hay nói duyên của anh. Tụi đúng, em hiểu duyên với tụi anh thì anh giúp thôi. Còn sau này anh dùng số tiền này anh có lo cho vợ anh hay không, cái đó cũng chưa biết đúng không? Thì đó là chắc chắn một điều, đó là sau này anh sẽ tự biết thôi. Đúng rồi. Đó, nên em cứ không có ngại ngùng gì cái việc giúp đỡ chị là người đang bị bệnh như thế này. Dạ. Nên em gửi anh. Dạ, cảm ơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, anh thấy không? Anh đi, ủa, chỗ dưới 20.000. 8.3 đi, em gửi. Dạ, cảm ơn. Thì hôm nay là em gửi thêm là tổng cộng, hôm nay ba gửi là tổng cộng với giúp chị là 11.300.000 trước tiên mà vậy. Dạ, anh gửi lời cảm ơn hay là như thế nào cho mình cũng dạ, dạ cho em thay mặt gia đình vợ em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ vợ em trong hoàn cảnh khó khăn này, cảm ơn ạ. Thì cho Hòa Minh Đô Ba tiếp lời một tí xíu là thật sự là chị như thế này là em chắc chắn một điều là sẽ rất là lâu dài, nên anh chị em nào có thương thì cứ việc nói với Hòa Minh Đô Ba. Hòa Minh Đô Ba sẵn lòng truyền những cái thông tin này đến các bạn và sẵn lòng sẽ hỗ trợ cho chị. Anh chị em thì mình bằng nhịn một ly cà phê của mình ra thì cũng giúp được một phần nào cho chị, thì đó là một cái phần phước của mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em, và anh chị em mà cần có thể hỗ trợ giúp đỡ nữa thì nhắn tin cho Hà Minh Nova. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ.